chào các bạn nhé, chúng ta sẽ đi tiếp một vòng hội Mẫu Sơn xem các cô gái xinh xinh nhé. Đông quá. Giờ có hai cô gái xinh, không phải đi nhanh quá. Xinh phải chạy rồi, chạy nhanh rồi. Cô gái xinh xinh cho anh quay tí. Ôi ơi, không dám. Em ở đâu đấy? Hai cô gái ở đâu đến đấy? Em ở dưới này không? Dưới này à? Sao đi hội về sớm thế? Sao đi hội về sớm? Ở dưới Lộc Bình à? Bản Ngà. Bản Ngà, chỗ nào Bản Ngà? Anh ở Bản Ngà đấy. Có tay ở đâu? Có tay à? Bí mật à? Có tay của người khác. Đúng không? Nà rào đúng không? Đi hội không mua được rượu à? Mua về cho anh, màu vàng mua về cho nàng, màu tím ta mua về cho thím, màu đỏ ta mua về cho mấy nhỏ. Trời mưa thì ta mua về cho ai? Hết trời mưa rồi, sao cho hết mưa rồi. Ôi, các cô gái đang vội đi về các bạn ạ. Em các anh chị hát si vậy. Ôi, các anh chị đi về cả. Bên này có hai cô gái nữa này. Đấy, hai cô gái này đâu đấy? Các chị, các cô về cả. Vâng, cô về nhá. Về nhanh đấy. Vâng, hẹn này. Còn sớm nữa mà. Sao mọi người về sớm thế? Trời sắp mưa to các bạn ạ, mọi người đang thi nhau về đây. Ôi dồi, hai cô này cầm tay nhau nó tắc đường. Màu xanh mua về cho anh, màu vàng mua về cho nàng, màu tím ta mua về cho thím, màu đỏ ta mua về cho mấy nhỏ, mà giá chỉ có 15.000 một cái. Thì kính rơi thì sao ấy? Chú về à? Mọi người về sớm quá. Bây giờ mọi người về hết rồi. Về rồi. Ôi, về sớm nhỉ? Mang đặc kiến cà lít. Thì lần quay cũng mang về nốt. Trời sắp mưa to. Ô, về sớm đi. Một cô gái người Dao đây đang gọi điện. Về sớm thế các cô, các chị. Bên trong này các anh chị đang hát si đây. Nhưng mà tối quá. Các chị đang hát ra đây. Sao không có tin thầy anh tìa thầy mơ tìa chỗ tìa đâu hả? Cái gì hết này hả? Cái gì hết này hát vào đi hả anh? Trời sắp mưa to, mọi người chạy mưa các bạn ạ. Chạy mưa toán loạn này. Hát cái này xong. Xong bả. Móng. Bạn nào ơi, ôi nhớ đi bạn nào ơi. Trên kia các anh chị vẫn đang uống rượu rồi. À vẫn đang hát. Anh trai hôm qua có chị vợ đã gọi kia, bây giờ lại hát ở Mẫu Sơn. Đương nhiên là trời sắp mưa nhưng mà chạy hết, còn sớm. Bây giờ mới có 15:20. Cho
chị gái Vân An hôm nay có hò không? Trời sắp mưa to các bạn ạ, sầm xì hết rồi. Mình sẽ rẽ vào bên này vậy. Vào bên này tránh mưa. Ở trên kia mùng mây sầm xì hết rồi. Xem trên này nè. Bên này các anh chị đã hát chia tay đây. Ôi chạy nhanh đấy. Trên kia như ông vỡ tổ các bạn ạ. Trời sắp mưa to. Cô gái rất xinh này, cô bé rất xinh này. Vừa đi vừa kinh lẩu à? Trời nhân đang vui, trời sắp mưa đâm ra mọi người chạy. Đang vui trời đổ cơn mưa, mọi người phải đi mưa thôi. Không, cái này bây giờ chú bảo lấy cái băng dính về, lấy cái nhựa về dính lại ấy. Trên cái sương bay ở bên cạnh. Không, chú bảo trên cái mây mù bay, mây mù che kín à? Trong này mọi người vẫn tranh thủ chụp ảnh à? Chợ Mẫu Sơn. Chị gái hôm nay đi một mình à? Ai ơi, hôm nay không hát à? Hello, chào các bạn nhé. Lộc Bình à? Hả? Lộc Bình đi hội à? Về xem kênh Tiên Sinh TV nhá. Wow. Tôi về đây hả? Sao về sớm đây? Về đâu, đang tìm quán ăn mà nặng à. Đang tìm quán uống nước phải không? Mà nặng đâu. Anh,
chị gái xinh xinh này hát lúc này hát gì chưa? Anh này hát học rồi. Trên là nhạc to quá. Nhạc to quá. Mình phải chạy nhạc. Mười bài sát mặt người nữa. Ôi rồi. Thế à? Chưa. Các thím công an, mấy thím công an xinh quá, trẻ măng luôn, xinh quá. Cái này nữa. Rồi chúng ta lại sang bên kia xem các anh chị FC nhé. Mọi người về nhiều quá. Liệu còn có lần 6 được không? Thank you.
video sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau.